Vừa nhận tin vui kết hôn, Đồng Nhi đã khốn khổ vì bị mạo danh. Phạm Quỳnh Anh lại tiết lộ thêm tính cách của đàn em. Nhận được đoạn tin nhắn của kẻ mạo danh đàn em, Phạm Quỳnh Anh đã phải mệt mỏi thốt lên: "Thôi nhé, để yên cho Đồng Nhi đi lấy chồng." Trên Facebook cá nhân của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh mới đây đăng tải bài viết hé lộ cuộc nói chuyện qua tin nhắn giữa tài khoản Facebook của Đồng Nhi và vợ Ân Hoàng Phúc. Theo đó, Đồng Nhi muốn mua một chiếc nhẫn hoặc một chiếc túi để tặng sinh nhật mẹ gấp. Đoạn tin nhắn từ tài khoản của Đồng Nhi nói chuyện với vợ Ân Hoàng Phúc. Tuy nhiên, qua cách nói chuyện của người này, Phạm Quỳnh Anh khẳng định đây không phải là Đồng Nhi, mà là kẻ nào đó đã hack nick và lợi dụng Facebook của nữ ca sĩ lừa đảo trục lợi. Cụ thể, khi vợ Ân Hoàng Phúc nói rằng sẽ bảo Phạm Quỳnh Anh gọi điện lại cho Đồng Nhi, thì người này liền từ chối. Ngay lập tức, Phạm Quỳnh Anh đăng tải đoạn tin nhắn lên trang cá nhân để cảnh báo mọi người về việc Facebook của Đồng Nhi đang bị lợi dụng để lừa đảo. Cô viết: "Mình nghĩ em mình không nhắn tin kiểu này đâu, mà giờ này còn đang nướng khát lẹt, chứ chưa có thức dậy để mà đi mua túi sáng sớm như vậy. Đọc tin nhắn có vẻ bạn lừa đảo này có sự nghiên cứu khá kỹ, nhưng chỉ là khá kỹ thôi. Thôi nhé, để yên cho Đồng Nhi đi lấy chồng." Phạm Quỳnh Anh đăng bài ngay sáng sớm về chuyện Đồng Nhi bị cho là giả mạo. Dù kẻ lừa đảo tinh vi đến mấy cũng không qua mắt được người chị em thân thiết của Đồng Nhi là Phạm Quỳnh Anh.